kỷ niệm 87 năm ngày thành lập tổ chức đảng đầu tiên của huyện Võ Nhai năm 1937 năm 2024 và 79 năm ngày thành lập chính quyền cách mạng huyện Võ Nhai 21 tháng 3 năm 1945, 21 tháng 3 năm 2024. Tối ngày 15 tháng 3, lễ hội Võ Nhai nơi cội nguồn năm 2024 chính thức được khai mạc tại khuôn viên Hồ Sinh Thái, công viên Cây Xanh, thị trấn Đình Cà, huyện Võ Nhai. Đến dự có đồng chí Đăng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các địa phương trong và ngoài tỉnh về phía huyện Định Hóa có đồng chí Phạm Quang Sáng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện. Lễ hội Võ Nhai nơi cội nguồn là lễ hội lớn nhất trên địa bàn huyện Võ Nhai được duy trì tổ chức hàng năm. Năm nay, lễ hội diễn ra trong hai ngày 15 tháng 3 và ngày 16 tháng 3 với nhiều nội dung đặc sắc như chạy văn hóa, giao lưu ẩm thực vùng miền, trưng bày các sản phẩm ô cốt của địa phương một trong những nét mới của lễ hội là du khách được trải nghiệm chợ 4.0, thanh toán không dùng tiền mặt tại các gian hàng trong khu vực chợ quê. Ngoài ra, còn có các hoạt động văn hóa văn nghệ hấp dẫn nhằm quảng bá du lịch và giới thiệu tiềm năng của huyện Võ Nhai. Qua các hoạt động của lễ hội nhằm tuyên truyền giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, vận động người dân bảo tồn, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với quảng bá tiềm năng du lịch của huyện.